Quỳnh chào mừng quý khán thính giả đã trở lại với chương trình VNTV Cooking Show. Với người Việt Nam của chúng ta, món Thái là món rất quen thuộc và một món rất là đặc biệt đúng không ạ? Hôm nay Phương Quỳnh rất hân hạnh được đứng kế cô Nikki. Cô là đầu bếp chính và cũng là chủ nhân của hai nhà hàng Thái. Hi Nikki. Hi, how are you? I'm good. Good, good. So I let the VNTV audience know that you chef and owner of two Thai restaurants. Yes. Hi, everyone. I'm Nikki. I'm executive chef and the owner of Thai restaurant. I have two locations. Number one is the Krai Thai is in Skipawe Parkway, and the first location is in National City. So that's what we have. Okay. Cô Nikki cho biết là cô có hai nhà hàng Thái, một cái là ở National City và một cái là ở Parkway. Cho nên quý vị nào mà ở khu nào gần thì quý vị có thể tới nhà hàng của cô để thưởng thức. So can you please tell us about your background, how you start with the restaurant, how you open it? Okay, sure. So actually I have a master's degree in finance and I came here for study my MBA finance, and I worked for Goldman Sachs for a long time, and especially all in the financial that I've been doing that. And then once in the past, and then I was thinking that I would like to do some kind of my hobby is kind of cooking. So I love the cooking because my mom is very good cooking. And then so we start with the restaurant. So since then now, and I will tell myself that I know how to cook very well. But every time we are stay here until 20 years, so hopefully my food should be great, right? Cô Nikki cho biết là khi mà cô qua Mỹ là cô học về finance, nhưng mà cô học xong rồi cô có bằng master rồi cô đi làm, nhưng mà cô nghĩ là cô rất là thích đồ ăn Thái, với lại mẹ cô nấu ăn rất là ngon luôn, thì cô nghĩ là tại sao cô không mở một cái nhà hàng Thái. Rồi có nhiều khi cô tự hỏi bản thân là không biết mình nấu ăn có ngon không, đúng không ạ? Nhưng mà cô nghĩ là cô phải nấu ăn ngon là tại vì cái nhà hàng của cô đã mở được gần 20 năm rồi. So congratulations that you say that you opened for 20 years. Yes. It's a long time though. Right. Thank you so much. We are very happy that we have a lot of royal customer here in San Diego and then everywhere, even especially from Los Angeles also. Sometimes they stop by, we have it. And then, so we have very special for our 20 years is coming. So that's why we have a chance. And then we have an open opportunity here for VNTV to interview for all Vietnamese and all over the country. So then we can have some special. So I'll get back to you. Cô Nikki cho biết là cô rất là thích ở đây là tại vì có rất là nhiều người tới, mà cũng có nhiều người ở từ tuốt ở trên Los Angeles xuống luôn quý vị, không phải là ở San Diego không. So I know you have two different locations. Yes. And I love Thai food because I've been to Thailand before. Oh, right. So can you please tell us what is your specialty in your restaurant? Sure, I'm going to start with some food that I bought it here today. So the most popular one, so of course for Thai restaurant, is going to be Pad Thai noodle. That is, I can see that the number one, right? And then the next one that I bring it here is this one is going to be a fresh veggie spring roll, and we have we put some shrimps in there. So this is very very healthy, and whoever kind of want to be diet, so this is very good, and I had that for all my dinner, you know. And the next one is appetizer is this salad. This is called papaya salad. I know you know this one very well, right? I know like all my Vietnamese customer, they love papaya salad, you know. And the way we eat this one, some of the Thai people, like the eastern part of Thailand and also northern part of Thailand, will eat some papaya salad with barbecue chicken and also with the sticky rice, you know. You should try it because I think that you have similar food like us. Yes. So this is a very technique. So you know how to have the hand on the sticky rice, and then you kind of dip in here, or you kind of eat sticky rice in your mouth, and then you put some barbecue chicken in there. This is amazing because this is when I tell or American or whoever customer that not the Asian, that's what you do with this, right? Yeah. I said, put your hand, stick in there, put in your mouth, and then how we make a special food for them, okay? Okay. All right, and then this is the way we're gonna have some show later. Okay. So I'm missing this one. Okay, this is one crispy noodle. This is the most popular one, especially like
before they have some like very crispy. Mm-hmm. So when you take it, it's kind of melt is in your mouth. Okay, oh. It's crispy. Very like when you eat the technique here. Mm-hmm. When I was in Thailand, people said you're gonna be make it so good or not when you go to the restaurant. Crispy noodle need to be very crispy, and you can kind of when you eat, you kind of like that. That's it, the sound. Okay, uh-huh. All right, and then so this is I bring it to show. If you would like to see me how to make a papaya salad, okay? So cô Nikki cho biết là ở nhà hàng của cô là Phật Thái là cái món rất là quen thuộc rồi đúng không ạ? Phương Quỳnh nghĩ là người Việt nào cũng biết đến cái món Phật Thái. Rồi ở đây là có một dạng giống như là gỏi cuốn của mình nhưng mà đồ Thái là cô nói ở đây rất là healthy luôn, là chỉ có veggie với tôm thôi. Rồi cái này á, là mì giòn thì cô nói là ở Thái Lan mà quý vị nào muốn biết cái này ngon hay không á là phải coi cái độ giòn của nó, khi mà quý vị bỏ vô miệng quý vị có thể nghe cái độ giòn nó là rất là ngon. Rồi hôm nay Phương Quỳnh học được một cái rất là mới là gỏi đu đủ. Gỏi đu đủ thì là quen thuộc với người Việt Nam chúng ta quá rồi. Nhưng mà một cái đặc biệt cô nói là người Thái á, là người ta ăn gỏi đu đủ này với lại barbecue chicken với lại sticky rice là một dạng xôi. Thì cô nói là mình nắm một nắm xôi mình có thể chấm vô gỏi đu đủ ăn hoặc là ăn với gà. So this is really new to me about like eating papaya salad with the sticky rice and barbecue chicken is a whole new world. A whole new world. Yes, I think this is great. I only know like the sticky rice with mango. Right. Yeah, that's probably like kind of dessert. That's what we sell at the restaurant. It's kind of sticky rice mango. That's one with the coconut milk. Yeah. It's delicious. So you should try that too, you know. But this is the way like we eat as a meal. Mm-hmm. Because like a northern part and also the eastern part, they don't eat the jasmine rice like us. So they put this rice to be a center of the meals, and then you kind of put it at the sticky rice, you know? Okay. Yeah. Cô cho biết là nhà hàng của cô cũng có món xôi xoài rất là ngon. Cái món xôi sim xoài là một cái món rất là đặc biệt và rất là phổ biến của người Thái. Và cô nói cái xôi này của một số vùng ở Thái Lan á, là người ta không ăn với cái gạo thường của mình mà người ta sẽ ăn với lại giống như là xôi. Người ta sẽ để giữa cái bàn ăn và người ta sẽ chấm. So I see there's a lot of healthy food here. Yes. We try to keep everything healthy, and then we don't have any MSG. Oh. So all the restaurant cook everything very healthy, and then especially myself, I love to have very healthy food. So then everyone, especially we are now, is concerned about healthy and calorie. So just try, and then you will love it. Ngoài ra cái đặc biệt của nhà hàng cô có nói là cô hướng tới một cái rất là bổ ích cho sức khỏe, ăn lành mạnh hơn. Tức là nhà hàng của cô không bỏ bột ngọt. Và quý vị thấy là có rất là nhiều rau cải ở đây, cho nên cô nói là nhà hàng của cô hướng tới cái hướng ăn healthy hơn. So can you please show us how to do papaya salad? Of course, one of the main dish, famous one in Thailand. Right. Okay. Yeah, I'm gonna start with the. This is like easy way. You guys can make it at home too. Okay. But if you want a very tasty, just come to see us. Okay. All right. This is the way I'm gonna start with the. This garlic, and I put a little bit garlic in there, and then chili. So this is like very spicy chili here, and then you can kind of pick. Just mild or not too spicy. If you want very spicy, like Asian way, we like spicy, especially Thai way, we put like 10 of them, 5 of them, or maybe 20 of them. So it's make it, okay? So in your restaurant, the customer can kind of like tell, oh, can you do it mild, medium, or extra spicy? Right, so the we have the level for every customer, like whoever that start from eating Thai food for the beginning. So they kind of start from like 0 all the way to 10. And now my customer eat with us for a long time, like 20 years. Now they go like number 20. 10 is not even enough for them anymore, you know? Yeah. So you can just tell the waiter, waitress, and how spicy you want. So this one, I just put like a maybe medium. I put about 5 the chili in there. So you kind of smash the peanuts and the garlics, and also with the chili in there. This is Thai chili. The great one is the technique. You need to have a Thai chili. This is very popular one, and then it's really spicy, tasty. Okay, so okay, and then after this, I'm gonna put some. This is the papaya. It's come from the green papaya, so you know what this is. And then we try to make it. So we put a little bit carrot, and also with the
the cabbage, you know, because it I love healthy, so yes. I like create stuff, and so you know, different veggies. So you can add any one. You have to kind of like make it this way, yes. and you kind of do that, okay? And then you kind of smash in this way. Okay. And so then the garlic can go together. Can go together, and then yeah, and also this is the salt I have, and then I have some shrimp. Okay. Sometimes you can make these kind of shrimps, and you can put it with grill. Okay. When you grill it, the taste is better, like kind of tasty, and you know, smell of the smoke. That's I love that. That's a new thing, because usually I know they just boil the shrimp and put it there. Right, but for me, I just very love the smell of a little bit grill, you know, and not burn it though. And this is a sauce, so this I make it a special sauce. So we have some like a salty, and we have some a little bit sweet, and also with the lemon. Okay, so you put that, and then so I just make it already. So this one, so you kind of go this way, and then and that's about it. And those things especially sell in like Thai supermarket or where you can buy. Yes, you can get. I think Vietnamese had the Vietnamese market have some. Thai have some. Even Chinese now had that too. Okay. Yeah. But you need a bigger one, like a bowl inside, so you can mix it together. Right. Right. Yeah. A little dip inside. Uh huh. Perfect. This is the way I love this, you know. Okay. It's just fun, you know. Yeah. When you guys can practice at home, whoever that love to do papaya salad, you can try learning and just buy this one from the Asian market and practice at home. If you want more tasty, just come see me, Nikki, at the restaurant, okay? Mm-hmm. Or if you stress, you can do that to de-stress a little bit, right? Yes, I know. Okay, that's all done. So, cô Nikki cho biết là làm cái món gỏi đu đủ thì rất là dễ, là cô có tỏi ở đây với lại ớt Thái. Thì cô nói là cái ớt này là quý vị nên mua đúng cái loại ớt Thái tại vì nó cay hơn. Thì cô bỏ tỏi vô với cô bỏ ớt. Thì đến nhà hàng của cô thì quý vị nào không ăn cay được thì sẽ có từ giống như là cấp độ 1 đến cấp độ 10. Quý vị nào mới lần đầu ăn đồ Thái thì có thể từ zero chứ. Quý vị có thể kêu là từ zero rồi quý vị tăng dần lên. Mà cô nói với những khách quen của cô là người ta đòi cấp độ 20 luôn. Tại vì 10 là không còn cay với người ta nữa. Thì cô bỏ ớt với lại tỏi vô cô dầm ra trước. Xong rồi ở đây thì cô có một cái chén đu đủ bào. Cô bỏ thêm cà rốt với lại bắp cải. Thì cô nói là lúc nào cô cũng ăn healthy, cho nên là quý vị nào thích cái đồ ăn nào hoặc là thích cái rau củ nào thì mình có thể bỏ vô thêm. Thì cô bỏ vô, cô dầm chung với lại tỏi với ớt. Thì khi mà cô dầm như vậy sẽ cái mùi tỏi nó sẽ quyện vào với cái đu đủ, sẽ làm cho cái vị nó ngon thêm. Rồi ở đây là cô bỏ thêm đậu phụng vô nữa quý vị, cô giả chung luôn. Tôm thì thường quý vị thấy là papaya salad thường người ta chỉ là luộc tôm rồi người ta bỏ vô. Còn cái của cô đặc biệt hơn là cô nướng tôm. Cô nói là nướng một chút thì cái mùi nướng của tôm khi mà bỏ vào cái gỏi đu đủ nó ngon hơn. Rồi cái nước sốt là cái đặc biệt là cô nói là có nước mắm, đường với lại chanh nó hơi mặn mặn, chua chua. Khi mà cô dầm vô thêm thì nó sẽ làm cho cái món gỏi đu đủ càng thêm thơm ngon. Yes, okay, great. So now everyone can enjoy eat the Thai food together here in the station, and it's all is for you via TV. All right, enjoy. Okay.